nghỉ chào nữa không? Kính thưa đức ông, nhân dịp kỷ niệm nhân cánh 25 năm linh mục của đức ông, chúng con những người con của đức ông xin gửi tới đức ông những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin Chúa đức mẹ và thánh cả Giuse quan thầy của đức ông tôn đổ muôn phúc lành xuống trên đức ông để rồi từ bàn tay chăm sóc của đức ông giáo hội sẽ được phát triển hơn nữa. Chúng con một lần nữa xin chúc mừng đức ông. Nhân ngày kỷ niệm mừng nhân cánh linh mục của đức ông, anh em chúng con xin gửi tới đức ông những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu mong của đức mẹ Maria và thánh thiên thầy ban tràn đầy muôn ơn hồng ân xuống trên đức ông để đức ông tiếp tục sứ vụ mà Thiên Chúa và giáo hội đã trao phó. Anh em chúng con đồng kính chúc. Chúng con xin chúc mừng đức ông. Nhân ngày kỷ niệm mừng 25 năm ngân khánh linh mục của đức ông, con xin chúc mừng đức ông, con xin kính chúc đức ông có một sức khỏe tốt, sự bình an và thêm nhiều nghị lực để đức ông chu toàn tất cả những gì Chúa và giáo hội đã trao cho đức ông. Con xin hứa sẽ cầu nguyện cho đức ông nhiều. Chúc cơ chị đức ông. Chúng con xin chào đức ông. Chúng con là những anh em đang học tập và sinh sống tại Sài Gòn. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày giao linh mục của đức ông, chúng con xin kính chúc đức ông luôn mạnh khỏe và đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa, và sẽ luôn là một mục tử tốt lành của Chúa. Chúng con hy vọng một ngày nào đó chúng con sẽ sớm được gặp lại đức ông trong tương lai. Chúng con yêu đức ông. Dạ con chào, con tên là Trinh, hiện nay con đang ở Pháp ạ. Con rất là vui được nói lời chào với ông nhân viên này kỷ niệm 20 năm linh mục của ông. Con chúc ông luôn mạnh khỏe, chúc ông luôn vui vẻ trong ơn gọi và luôn luôn hạnh phúc ạ. Con chào, au revoir, à très bientôt. Chúng con được gửi sức khỏe đức ông trong ngày đặc biệt ngày hôm nay, ngày trọng đại mừng kính 25 năm ngân khánh, mừng ngày đức ông chúc phong chức linh mục. Anh em chúng con những người đang học tập và học tập làm việc ở bên Philippines này, những người nơi phương xa cũng ao ước được gửi những lời chúc mừng nhạt đến đức ông. Xin Chúa và con lời cầu đức mẹ Maria ban cho cha được nhiều ơn khôn ngoan, hiểu biết và thông minh, đặc biệt trên con đường tín dân phục vụ nước trời. Và chúng con xin được chúc mừng ngân khánh linh mục đức ông. Chọn ngài nhưng chính ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính ngài yêu con từ trước, từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con. Chính
chọn con. Cháu được kiến thức và nói như đạo đức để công vụ làm công, trang nghiệp vụ và tất cả mọi người.